Cả nhà đố cả nhà biết cây này cây gì nha. Cái này 8x mới có thể biết đó nha. Cháy quá trời luôn. Cháy bên hiên chừng gặp chủ nó nhiệt tình nữa nè, lụm cho mới ăn luôn. Này là họ của măng cục nha cả nhà, nó cùng họ với măng cục nha, cùng họ măng cục. Tàu trái nùi nùi măng cục làm cửa cửa trái vậy, họ của măng cục. Lá thì mình ăn rau sống được, rồi làm nước mắm hấm ăn, có người ta làm thịt cầy rồi á, giả cầy rồi ăn á, lá bứa. Quá trời nè, muối đó này nha, giống y măng cục luôn, họ măng cục luôn. Hương ngọt, ngọt ngon lắm nha. Đúng bài, đúng bài gia đình.